Quý là Nguyễn Kim Thanh nè, Lê Vi Yến, Nguyễn Thế Anh, Lại Minh Tuấn, Nguyễn Nhàn, rồi Thi Rua Thừa Rua không biết đọc. Huỳnh Như. Huỳnh Như, đây là những người bạn mà mình có thể mình làm bạn ở đây, tại vì mình thấy mặt mũi của người ta. Mình cứ trò chuyện là bạn bè nó sẽ đỡ buồn hơn. Bị gì sao tôi mới nói như vậy, tại là có rất nhiều các bạn từ những người lão quắc lão quơ tập làm bạn trước, sau đó hạ hồi tính sau. Yeah. Chứ không có yêu có mai mối hay là gán ghép gì hết trơn á, chỉ là một cái ví dụ mà mình đã để ý ở trên mạng các bạn hay tặng bài hát cho nhau đó. Cho nên là cũng muốn mình cởi mở. Dạ đúng rồi. Đừng mới đầu đặt là đặt cái chuyện yêu đương trước, không đặt chuyện bạn bè trước rồi tính sao bạn ha. Nó nhẹ hơn cho mình nhiều lắm. Bạn bè có để nói chuyện, tặng quà cho nhau, nó sẽ làm cho tinh thần mình nó thoải mái hơn. Đúng. Là cứ phải áp đặt là mình phải gặp được cái người mà phù hợp, rồi họ phải vừa lòng với cái điều kiện của mình thì khó lắm. Làm sao mà lần đầu gặp mà tìm hiểu được những cái chuyện đó. Với lại tại sao Thông Nguyên đề cập đến Nguyễn Kim Thanh và Nguyễn Thế Anh, tại vì hai người bạn này là hai người bạn luôn luôn đồng hành với 365FM. Họ là những người đáng tin tưởng để mình trò chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Ok, đó là ý của Nguyên ạ. Nhưng mà phải mở lòng ra mình nha. Chứ có nhiều mà rồi, mà dạ. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Cho cảm ơn hai chị nha. Dạ. Nghe cái lời cảm ơn mà không chấp nhận luôn. Cảm động ghê vậy đó. Không muốn khóc luôn quá trời. Rồi. Cảm ơn anh Bình nha, anh Bình. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Bye bye. Dạ, bye bye. Trời đúng rồi. Tắt cái rầm bỏ chạy luôn kìa trời ơi, thiệt sự luôn á. Không, mở đầu chương trình chúng tôi rất là vui khi mà nhận được lời hỏi thăm từ bạn Bánh Bèo, Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Quý. Dạ, bạn Kim Thanh nè, rồi Nguyễn Thúy Anh, là rất là nhiều bạn là canh đến giờ livestream là bắt đầu là vô bình luận rồi. Rất là sớm luôn, chắc mai mốt mình phải trao giải quá. Là một giải thưởng là ai sẽ là người bình luận sớm nhất. Nói chứ là tất cả các bình luận dù sớm hay trễ thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng từ từ đáp ứng. Bạn Thảo Nguyên có đọc được cái bình luận gì của bạn Duy Thanh không? Trước đây chưa xem live thì chỉ nghe giọng nghĩ Thảo Nguyên là một người ốm gầy còm, nhưng xem live lại thấy khác hoàn toàn. Rất là xinh gái và cá tính. Dạ cảm ơn Duy Thanh nha, trời ơi khổ ghê. Thôi là cái cụm tính từ này nó không có liên quan đến cái cụm tính từ kia lắm đó. Cái này nó cũng không lãi gì chứ. Thì có một bạn viết trong cái inbox của Nguyên là tại biết cảm lắm. Em nghe chị dẫn, em mường tượng chị như là thần tiên tỷ tỷ. Tóc chị sẽ dài, chị sẽ đẹp, một cái nét đẹp rất là dịu dàng. Nhưng em không ngờ, chấm 3 chấm, chị rất là cá tính, chị rock. Chị làm cho em bị bỡ ngỡ. Trời ơi, đập tin nhắn xong mình cười lăn, cười lộn luôn. Nói hóa ra là người ta họ hay bị mường tượng bởi cái giọng nói. Đúng rồi. Với lại là họ hay nhìn cái bên ngoài của mọi người mà đánh giá cái bị mình bị hụt hẫng á. Cần thời gian để có thể là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và vì thế là chúng tôi luôn chào đón quý vị Có thể một lần này quý vị kết nối với chương trình chưa thật sự hài lòng, lần thứ hai thì mình bắt đầu hài lòng, lần thứ ba là thật sự không hài lòng luôn. Bố con xong chưa? Dạ, con xong rồi bố. Bây giờ đang ở đâu rồi? Con đang ở chỗ sảnh bán hàng ấy, bố có nhớ cái sảnh không? Sảnh bán hàng ở chỗ nào nhỉ? Ở văn phòng đấy cô bác ạ. Bây giờ nhá, bố đang ở cái chỗ cái văn phòng của con ấy. Cái đường đấy, dạ, vâng. Cứ đi thẳng xuống có được không nhỉ? Đi thẳng xuống được ạ, xong bố hỏi bảo vệ là sảnh bán hàng ở đâu ấy. Sảnh bán hàng. Dạ. Cứ đi thẳng xuống cái đường mà nó rất vắng và nó có đang có cây này này, nhiều cây mà nó vắng. Vâng, vâng. Bố hỏi bảo vệ thì tiện hơn ạ. Thì dễ hơn. Vâng. Sảnh bán hàng. Vâng. Tức là không phải là ở cái hồi sáng cái chỗ bố đậu xe à? Chỗ bố đậu xe hồi sáng bố đi thẳng lên là bố sẽ thấy văn phòng với cô bác dưới đường, cuối đoạn đường đó. Ok. Vâng. Thì có khi quay lại được. Con lại sẽ gửi cho bố cái vị trí cho con trên Facebook nhé. Ok. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nghe bài hát mà nãy bạn anh Bình chiếc xuồng cầu chiếc xuồng. Dạ, số điện thoại của chúng tôi 0826 365 365. Quý vị mình sẽ gọi điện thoại về trò chuyện cho thiệt là vui cho ngày cuối tuần này tưng tưng. Hóa lớp quý vị nhé. Vô.